Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách trụng bánh hỏi. Đây, mình sẽ bỏ những cái miếng bánh hỏi cho trong cái thau. Rồi mình sẽ dùng nước đun sôi, mình đổ vô ngập cái mấy cái miếng bánh hỏi. Mình chờ trong vòng 90 giây nha các bạn. Tại vì cái miếng nó nhỏ lắm, nó mau chín lắm. Mình để hơn 90 giây là các bạn không ăn được đâu, nhão giống như mình bị mấy lần đem đổ hết á. Rồi sau đó mình sẽ đổ ra cái rổ, rồi mình sẽ cho nước tap qua, rồi nó chạy qua khoảng 5-10 giây là được rồi. Rồi mình sẽ lấy hành cắt nhỏ bỏ microwave 50 second. Rồi mình sẽ đem bánh hỏi ra cuốn. Các bạn muốn ngắn hơn thì mình lấy kéo cắt ra làm hai. Ở đây mình để nguyên miếng cho nó dễ trang trí. Miếng rất là dễ ăn các bạn. Nếu như ai ăn chay đó, mình làm rất nhanh. Mình chỉ cần nấu nước sôi trụng 90 giây rồi mình bỏ lên microwave. Trước khi ăn, mình bỏ microwave khoảng 30 giây thôi cho nó ấm á. Dễ ăn, ăn với nước tương cũng rất là ngon. Các bạn thấy không, 90 giây cái miếng bánh hỏi nó rất là mềm vừa, không có bị nhão, không bị vỡ. Các bạn cứ cuốn như vậy cho tới khi hết những miếng bánh hỏi thì thôi. Các bạn thấy không, còn 90 giây thôi là các bạn thấy còn nguyên miếng hết, không có bị rách, không bị vỡ gì hết các bạn. Rồi mình sẽ lấy hành mà mình bỏ microwave đó, mình rải đều lên trên mặt. Chỉ lấy hành thôi, đừng lấy dầu, ăn không tốt cho sức khỏe. Đây thì cái kết quả hôm nay mình sẽ ăn với bánh hỏi, ăn chung với bò cuốn lá lốt. Nhưng mà hôm nay mình chỉ sẽ chia sẻ cách trụng bánh hỏi thôi, cho nên mình không chia sẻ cách làm bò lá lốt. Đây các bạn thấy cái bánh hỏi còn nguyên miếng, mềm mại, không bị vỡ nát các bạn. Tại vì bánh hỏi mà vỡ nát là không ngon rồi. Rồi nhìn rất là hấp dẫn, thấy không các bạn? Wow. Thì thế này các bạn, thì bây giờ cái là bánh hỏi bò cuốn lá lốt của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mời các bạn chung với mình. Ngon hả Liều? Dạ ngon rồi. Ngon sao? Ngon. Thơm. Thơm, thơm. Cái này là bọc lá lốt thơm ha. Ngon. Bánh hỏi ngon. Bánh này bánh gì Liều? Bánh hỏi. Bánh hỏi đúng không? Thì hôm nay cái video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái clip của mình. Nếu các bạn thích clip này, đừng quên nhấn like và subscribe. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại lần tới. Bye bye.